năm xưa quê mình ao bên hồ, cất bước lên đường bo lại lũy tre xanh, để lại sau lưng cánh đồng mùa nước lũ, dưới mái tranh nghèo mẹ khóc tiếng thằng con. Nhưng cánh cò bay ngang vườn rau của mẹ, chiếc xe đạp thồ tiên bước thằng năm công, nhìn phía sau lưng người cha già dội bước, không biết sau này con mình sẽ ra sao. Bình Lâm ơi, nay tôi đã về đây, quà tặng yêu thương đông đầy tình chan chứa, nghĩa hòa trong tôi với những con người, ánh mắt nụ cười thâm thiết tình quê hương. Từ phương xa nay tôi đã về đây, cùng với anh em nơi miền xa xưa đó, hát khúc ca này xin gửi lời tri ân, thuở lúc học trò nay đến cùng bên nhau. Dắt giá vàng lao xưa người tôi đã nếm, nay xin dày vui vẻ bạn bè xưa, nhìn mắt đông đưa bạn tôi thời xưa trẻ, nét thắm môi cười vui vẻ nhìn bên nhau. Để trở lại cây người miền Trung hôm nay là nhân dịp cái ngày 5 tháng 5. Anh đây mà sớm mà bà Trà Bi Cô, Trà Biên Hố. Trong này thì đầy đủ tất cả anh đây mấy. Ở phía khóa từ bên phải. Đây. Ừ, ra đây. Đấu một căn tụng nữa này. Đấu quá rồi, nó ra là cao gì. Đấu. 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 Đây là phong cảnh của cái bánh hố hồi xưa. Bây giờ anh đây nó cũng vẫn nhớ lại là bánh hố hầu kia có trời bánh hố đó, cho nên là đặt một cái tên là trời Trà Bi Cô. Ở đây là có thật sự mà nói với quý vị là đây là cái lò gạch nó bị hư chứ không phải là một cái thành cổ gì, nhưng mà hôm nay nó còn cái di tích đây là nó quá đẹp. Anh em đang ngồi nhậu tại cái chân lò gạch đây, phong cảnh quá tuyệt vời. Anh em chơi bánh hố của mình với một cái tinh thần đoàn kết là từ xưa nay để lại. Cũng vì cái tinh thần và đoàn kết đó cho nên cái ngày 5 tháng 5 hôm nay là anh đây mới tập trung lại cái kỷ niệm hồi xưa cái bánh hố của mình đó. Vô mạnh
Nhưng mà vì cái điều kiện làm ăn thì anh em đi phương xa mỗi người bữa nào, cho nên bữa nay là anh em muốn tập trung về đây, thật sự mà cũng nói là cũng không có đủ lắm. Nhưng mà có mẹ tất cả anh em giờ là quá tuyệt vời rồi. Các bạn nhớ là cũng cái khuôn mặt này là mình đã nhậu với bể rồi. Thì khuôn mặt này nói chung là trong cái kênh của Thanh Tùng thì người miền Trung là nó xuất hiện rất nhiều. Tối là con nhiều quá. Để thấp xuống thành hả? Để thấp xuống. Rồi ăn nhanh thì để thấp thôi. Để thấp xuống đi. Nó không được ngon. Không mà để thấp xuống mà. Là chín lắm mà. Tú mình giờ gió giờ nó lõn hết. Không có được đâu. Biết biết từ nãy đi. Đây không được gì em mới hàng. Đừng biết từ nãy á. Học tiếng vô được qua mà. Vàng à, để phó ngàn. Có đó. Vàng có đó. Thôi chú cần không? Đó đó. Mới học. Mới vàng nữa. Để nó mới hạt. Đúng rồi. Vàng gì đấy. Ngon mà sao anh lồn biết anh đem để xuống giải rồi lấy mình lồn mình à đi thế cho anh đây mà thử ra xô với tự nhiên ngon xong ngon không quá đi mày mới biết con giót à thì sống mà nó giống đen bay vậy thôi ngon anh ngon Dưới cái đùi đó, đó. À, dưới con kia dưới cái quá chừng công nhận được ngon quá ngon quá ngon quá hết cái đùi luôn tao với lộm anh vậy ồ vậy là anh em thấy ngon thì bây giờ cái anh em vô ta đây mình xé ra mình chờ nó mới ngon chứ đó xé ra mình chờ nó mới ngon chứ tự nhiên ồ xé là vậy rồi mình sống mà ấp lưỡi nó đẹp mình xé mà tháo nó ăn luôn ấp lưỡi Ở giờ trước khi có cái màu về mới đầu thì anh em mình giờ vô đi năng lấy đi lấy. Ê anh em này có màu đầu rồi anh em năng lấy đi một cái qua vô đi. Cái mẹ lội xuống lon nữa rồi hả? Chậm nhất á. Lấy lon nữa này nha. Ba lon á, lon thứ ba. Anh em mình vô đây. Một cái lon nữa đầu tiên rồi. Một cái đi. Được. Tét cầm bà lửa túc hết được rồi. Lừa. Ông vô này. Không là vô. Lừa má nhỏ nhọt lại má nhỏ. Và hôm nay anh em sớm ba của mình cũng như là anh em trai biến hố thì trao chiều giờ rồi, nhưng mà bây giờ nó về trong buổi tối thì anh em cũng muốn tổ chức thêm một cái chương trình giao lưu âm nhạc thì anh em có những ca khúc để góp vui trong chương trình ngày 5/5 hôm nay. Và Thanh Tùng cũng xin cảm ơn tất cả anh em từ miền xa xôi trở về lại của bến hố của mình, một kỷ niệm rất tuyệt vời. Và cuối cùng Thanh Tùng cũng xin chúc cho tất cả anh em trong buổi gặp gỡ hôm nay thành công tốt đẹp và sức khỏe là cái thấy. Cuối cùng Thanh Tùng xin mời tất cả anh em cùng khui những ly bia của mình để lên 1, 2, 3 rồi lên cho nó có một cái không khí trong cái buổi tối hôm nay. Rồi xin mời tất cả anh em nè. 1, 2, 3, vô. Trả đường tiểu.
còn kiểu móc đồ gì nữa. Và tiếp theo chương trình ca nhạc để mở đầu thì không biết có những giọng ca nào truyền cảm cũng như là một danh hiệu của trai Bình Phước của mình. Không biết là nãy giờ chuẩn bị một cái bài hát nào hay chưa thì anh em cứ góp vui trong buổi chiều hôm nay tối nay. Và theo cái sự yêu cầu của tất cả anh em thì hôm nay sự có mặt của anh Trần Nguyên đó là một giọng ca cũng truyền cảm của trai Bên Hố của mình, thì trân trọng kính mời anh Trần Nguyên. Nhân ngày Tết Đoan Ngọ, anh em cho BO tập trung hôm nay và để cảm nhận của anh em thì cũng xin có vui một gặp với tựa đề là Cuộc Vui Cô Đơn để khơi dậy tặng văn nghệ của anh em. Em mình chia tay lâu rồi, em cũng đã yêu mới rồi. Anh thì vẫn muốn sống tôi chưa bao giờ bao dung bây giờ